Các đại bồ tát hộ trì tất cả ba la mật đa cho đến 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ để thực hành bố thí, và nhờ đó nên không có hai tưởng. Như vậy cho đến vì muốn viên mãn 80 vẻ đẹp, nên ở trong 80 vẻ đẹp họ hộ trì tất cả ba la mật đa cho đến 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ để tu 80 vẻ đẹp, và do đó mà không có hai tưởng. Lại nữa thiện hiện, do các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên nếu thực hành bố thí ba la mật đa thì trụ tâm vô lậu mà thực hành bố thí ba la mật đa, nếu thực hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa thì trụ ở tâm vô lậu mà thực hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Do đó tùy thực hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa nhưng không có hai tưởng. Như vậy cho đến nếu tu 32 tướng của bậc đại sĩ thì trụ vào tâm vô lậu mà tu 32 tướng của bậc đại sĩ, nếu tu 80 vẻ đẹp thì trụ vào tâm vô lậu mà tu 80 vẻ đẹp. Vì vậy tuy tu 32 tướng của bậc đại sĩ và 80 vẻ đẹp nhưng vị ấy không có hai tưởng. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thế nào là đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu thực hành ba la mật đa thì trụ ở tâm vô lậu mà thực hành bố thí ba la mật đa, như vậy cho đến nếu tu 80 vẻ đẹp thì trụ vào tâm vô lậu mà tu 80 vẻ đẹp. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại bồ tát nào dùng tâm lìa tướng, không thấy ác tướng, để thực hành bố thí ba la mật đa, có nghĩa là không thấy ai có thể thực hành bố thí vật gì, và cho ai, ai nhận vật thí này, vì sao thực hành bố thí, vị ấy trụ vào tâm vô lậu, ly tướng, lìa tham ái, lìa bòn sẻn, mà thực hành bố thí ba la mật đa, khi đó vị ấy không thấy được thực hành bố thí, cũng không thấy tâm vô lậu này, cho đến không thấy tất cả Phật Pháp, đại Bồ Tát này trụ vào tâm vô lậu mà thực hành bố thí ba la mật đa. Như vậy cho đến lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đại Bồ Tát nào dùng tâm lìa tướng không thấy các tướng mà tu 80 vẻ đẹp. Nghĩa là không thấy ai là người tu 80 vẻ đẹp, tu 80 vẻ đẹp với ai, vì việc gì mà tu 80 vẻ đẹp, làm sao để tu 80 vẻ đẹp. Khi vị ấy trụ vào tâm vô lậu lìa tướng này, không nhiễm không đắm, để tu 80 vẻ đẹp thì không thấy chỗ tu 80 vẻ đẹp, cũng không thấy tâm vô lậu này, cho đến không thấy tất cả Phật Pháp. Như vậy đại Bồ Tát này trụ vào tâm vô lậu để thực hành 80 vẻ đẹp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp vô tướng vô tác, đại Bồ Tát làm sao có thể viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến làm sao có thể viên mãn 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng để thực hành bố thí, tùy theo nhu cầu của các hữu tình, vị ấy đều bố thí đầy đủ. Nếu có người cần đầu mắt, tủy não, da thịt, tay chân, gân xương, thân mạng, vị ấy cũng đều bố thí. Nếu có người cần quốc thành, vợ con, thân thuộc yêu quý của mình và các loại đồ vật trang sức thì vị ấy cũng đều bố thí cho. Lúc bố thí như vậy, giả sử có người đến trước mặt của mắng, than ôi đại sĩ thực hành việc bố thí vô ích này làm gì, người bố thí như vậy sẽ gặp các khổ não vào đời này và đời sau. Nhờ thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên tuy nghe lời ấy, nhưng đại Bồ Tát này không bị thối lui mà chỉ nghĩ, tuy người kia đến của mắng ta, nhưng ta không nên buồn rầu hối hận, ta phải dũng mãnh bố thí cho các hữu tình những vật họ cần dùng không chút mỏi mệt. Đại Bồ Tát này đem công đức của việc bố thí đó cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.
lúc bố thí và hồi hướng họ không thấy tướng ấy, nghĩa là không thấy ai có thể bố thí, nơi thí, vật thí, ai nhận bố thí, lý do bố thí, cũng không thấy ai hồi hướng, sao phải hồi hướng thế nào, hồi hướng nơi nào, đối với tất cả các vật và việc như vậy họ đều không thấy. Vì sao? Các pháp như vậy đều do nội không, nên rỗng không. Như vậy cho đến do tự tướng không nên rỗng không. Sau khi đã quan sát tất cả các pháp đều rỗng không rồi, Đại Bồ Tát này lại nghĩ, ai có thể hồi hướng vật gì, lý do hồi hướng nơi nào, các pháp như vậy đều bất khả đắc. Do Đại Bồ Tát này quán như vậy và niệm như vậy, nên việc hồi hướng đó gọi là hồi hướng trọn vẹn. Nhờ đó, họ lại có thể thành thục hữu tình trang nghiêm cõi Phật, cũng có thể viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Như vậy cho đến cũng có thể viên mãn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Tuy có thể viên mãn bố thí ba la mật đa như vậy, nhưng Đại Bồ Tát này không nắm giữ quả báo của bố thí. Tuy không cần nhận lấy quả dị thục của bố thí, nhưng nhờ bố thí ba la mật đa hoàn toàn thanh tịnh, nên vị ấy có thể có đầy đủ mọi đồ vật theo ý muốn. Giống như mọi thứ cần dùng của chư thiên trời tha hóa tự tại đều hiện ra theo ý, cũng vậy các vật mà Đại Bồ Tát này cần dùng đều đầy đủ theo ý. Họ có thể đem các phẩm vật vi diệu để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, cũng có thể làm cho trời người Atula có đầy đủ các thứ cần dùng. Nhờ việc bố thí ba la mật đa, vị ấy thu nhiếp các hữu tình, dùng phương tiện thiện xảo bằng pháp ba thừa để an lập họ, giúp họ đều được lợi ích. Như vậy thiện hiện lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ năng lực của tâm vô lậu xa lìa các tướng, Đại Bồ Tát này có thể ở trong pháp vô tướng vô tác làm viên mãn bố thí ba la mật đa, cũng có thể viên mãn các công đức khác. Hết quyển thứ 466.